tối chủ nhật dạo phố nha. Đường là đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp. Hai bên đường à, có những tiệm nghỉ sớm quá, thấy cứ thui rồi. Tiệm làm ăn ban ngày á, thì ban tối họ lại nghỉ sớm. Phở quê hương, bún riêu Đắk Lắk, có bún riêu của Đắk Lắk nữa. Điện nước Quang Linh lớn nghe. Đường này là có tiệm cà phê gọi là Country House, đang là nổi đình nổi đám của đây, của đường này. Country House cà phê 18 đó, là ta xem phải cà phê phố. Welcome Phan Văn Trị, 18D Phan Văn Trị. Ngồi chơi. Bên cạnh là có cà phê Cúc Tròn. Mình nói thêm chữ Cúc Tròn nghe nó bắn tổng bẫy. Cà phê Tròn. Tối nay được gió mát đã luôn nha, y như là đang mùa đông ở nước ngoài. Đối với người Việt Nam thì lạnh, nhưng mà người nước ngoài thì đây mới là gió mát hiu hiu. Đây là đồng quê 2, vậy là đồng quê 1 là cái đường đi mua nước mía đó đúng không? Đồng quê 1, đây là đồng quê 2 nè. Có nhà hàng đồng quê 2 á, chắc vậy quá ha, trùng cùng chủ. Đồng quê 2 mới qua đó. Tiệm này cũng lâu rồi. Đồng quê 1 là cái chỗ mà đồng quê 1 là ngay chỗ bên cạnh bên cái tiệm pizza Phúc Thịnh á. Cái tiệm mà mình hay đi ăn á. Đồng quê là đồng quê hay là đó, mình vô mình ăn nhớ không? Ăn lẩu cá dưa hồng, lẩu Thái. Đồng quê đó là nằm ở bên đường cái đó phải đồng quê không ta? Đường Lê Đức Thọ, đúng rồi. Phải không ta? Nó đồng quê 1, còn ở đây đồng quê 2 nè. Wow, tạt mình qua bên luôn. Ghê thiệt. Xe không biết tối nay sao mà đông dữ vậy ta. Tối nay trời mát còn ra đường hả? Chắc vậy quá, tối nay đông lắm á, đông gấp 2 luôn á. Gấp 2 lần luôn á. Có những chỗ không nghĩ tới luôn á. Thời tiết rất là mát luôn. Thiên Hạ thích có đổ ra đường đi chơi. Với lại cuối tuần nữa, chủ nhật cuối tuần đi lễ xong á, họ cũng đi chơi luôn. Cháo đậu nè. Có muốn lá ké ăn không? Tơ, hệ thống bò tơ Tây Ninh 6 tâm. Hôm nay có bò. Hôm nay có bò. Đó. Hôm nay là Argentina với Pháp. Trời ơi, mình cũng rầm dữ ta. Ghê không? Imi mà biết Argentina với Pháp. Đường này là đường lớn luôn á ha, đường Thống Nhất rồi nè. Đây
đây là đường Thống Nhất, phường 16 Gò Vấp. Đó, Việt Nam bây giờ phát triển ghê không? Chó được đi dạo kìa. Gà rán hot hay. Yep. Gà rán. Cà phê cùng quen đó. Đúng rêu ghẹ luôn á. Gà quay bánh bao, quán hoa mai nè. Ai nói rồi bác không có chỗ ăn chơi đâu. Quá chừng. Có một cái có tiền, có thời gian để ăn chơi hay không thôi. Đâu cần phải lên quận 1. Đường này chơi lồng đèn kiểu này á, đoạn luôn nè. Nhà nhà họ rủ nhau chơi ha. Thấy đông quá. Lồng đèn. Gần Noel rồi, dân chúng đi đông quá. Tiệm trà sữa ba làm ăn được lắm nha. Hầu như á, trà sữa đang là thịnh hành nhiều lắm á. Dù là ra lâu vẫn được đông người hưởng ứng. Cây, cái dãy hàng cây xứ Hà Đông. Mình mới qua nhớ xứ Hà Đông. Hà Đông giống ngoài Hà Nội hả ta? Hà Đông. Bên đường chỗ này họ hưởng ứng dữ ta, chỗ này sóng đạo nhiều không mà hai bên đường có vẻ hưởng ứng Noel dữ dội luôn. Sóng đạo đèn chớp. Chỗ này sao lại tắt sớm con. À, nhà thờ lễ ra. Bên này giống như là làm đẹp để cho thu hút người ta đi lễ hay sao á. Hèn chi, sóng đạo sóng nhà thờ nhiều cho nên hai bên đường làm đèn quá chừng luôn. Bên Gò Vấp chịu chơi nha, nhiều đường làm đèn quá ha. Đèn này không hợp mấy, giống đèn Halloween quá. Đèn đó giống như đèn Halloween đó. Nó phủ giống mấy ma.
vô đây hả? Nguyên một con đường. Wow, sáng rực luôn. Lẽ người ta đi ra cũng không mất. Được rồi, vô trong đây vô đâu được. Đang hoạt cảnh. À, hoạt cảnh. Ở Đông Bắc Cô gì đó hả? Không, này đúng rồi. Giống ha? Dạ. Mà giống ha? Đường đi vô giống giống ha? Hết rồi, đường cuối rồi, vòng lại thôi. Mấy đứa kia quay. Đây nữa nè, hòn đá của nhà dân hả? Nè, bắt đầu quay bên phải, quay bên phải. Đi dạo phố, dạo ngắm lồng đèn mà treo các loại đèn. Trời kia tỏa ra giống pháo bông kìa kìa, đó trên lầu cao á, giống pháo bông á ha, từ đằng xa tưởng pháo bông á, đó đó đẹp quá chừng, lạ nha, nhà này lạ nè. Làm kiểu trở thành giả rồi, toàn là cây giả trắng thôi, cho ta tưởng tượng là đang tuyết ha. Họ dẫn đi coi á.